Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong họ thấy mình được sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, đây là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu khi Chúa từ Galilê. Anh chị em biết là khi Chúa ra đi rao giảng tin mừng thì cái làng Nazareth đó nằm trong miền Galilê. Và miền Galilê này cũng là một miền khá rộng lớn. Chúa Giêsu thường xuyên đi quanh miền để rao giảng, từ Capernaum đến biển hồ cho đến biển vùng biển chết, và ở bên kia Galilê là Zabulon, Naphtali mà có lần các thánh sử cũng đã ghi nhận, vân vân. Rồi dọc con sông Jordan. Nói chung miền Galilê ở phía bắc là cái miền khá rộng lớn, mà quê hương của Chúa là một thị trấn Nazareth nằm trong cái miền này. Để về Jerusalem, Chúa Giêsu phải đi rất nhiều ngày, bởi người không hề có phương tiện như ngựa như lừa, mà người phải đi như thế dọc theo con đường. Người đi đâu thì rao giảng tin mừng ở đó. Hôm nay Thánh Luca cho biết là trên quãng đường đi Jerusalem, tức là từ miền Bắc về miền Nam để đến thủ đô Jerusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua làng Samari. Giáp ranh giữa Galilê và Samari là một cái phân biệt lớn lắm. Người Samari không dám chơi với người Galilê. Người Galilê là người Do Thái, cho nên họ kỳ thị người Samari, cho rằng Samari là những kẻ ngoại bang hay những kẻ ngoại lai, có nghĩa là người Do Thái lập gia đình sống chung chạ với những người ngoại ở trong vùng Samari này, cho nên bị những người Do Thái theo đạo gốc, nhất là những người có ảnh hưởng bởi các biệt phái. Anh chị em hiểu là biệt phái là những người giữ đạo một cách khắt khe trên lề luật của Thiên Chúa, và trong tất cả những lời Thiên Chúa dạy hầu như họ hiểu mặt chữ, giải thích theo nghĩa của mặt chữ. Lời như thế là phải như thế, luật như thế là phải sống như thế. Vì thế họ rất ghét và khinh dễ những người Samari. Thành ra ở cái vùng biên giới người ta thấy rõ lắm, hai bên không có chơi với nhau, mặc dù không có, chẳng có hận thù gì cả, chỉ vì người Do Thái ở Galilê khinh thường người Samari, trong đó có cả những người Do Thái nhưng lập gia đình sống chung hay là con cái bị ngoại lai như vậy. Và hôm nay Chúa Giêsu đến vùng biên giới thì lại có cả 10 người cùi. Có lẽ những con người này họ biết thân phận của họ, những người cùi, những người bị khinh dễ, những người bị rẻ rúng, thành ra họ có thể chơi với nhau được, họ ở gần nhau được, mặc dù họ vừa là Do Thái vừa là người Samari. Cũng có thể
là bởi vì trong lề luật của Do Thái đó là tẩy chay những người bị cùi, cho rằng những người bị đốm, bị khoan, bị có những lở loét trên thân thể là ô uế, là dơ bẩn, là những kẻ chúa phạt, là những kẻ tội lỗi. Cho nên phải chăng vì thế mà cũng do cái kiểu sống lề luật như vậy, cũng do cái kiểu giải thích mặt chữ của lề luật mà không hề có tình thương như vậy, mà đẩy những người cùi vốn đã đau khổ trên thân xác lại còn tiếp tục bị đau khổ trong tinh thần vì để bị đồng loại của mình, bị đồng đạo của mình tẩy chay. Phải chăng vì thế mà họ bị dạt ra ngoài cái biên giới của Samari, họ có thể ở gần người Samari được? Người Samari dẫu là ngoại lai hay là người ngoại giáo đi nữa thì họ không có những cái lề luật khắt khe như Do Thái giáo. Để cuối cùng, phải chăng người Samari và người Do Thái bị cùi có thể sống chung, có thể hòa hoãn được chăng? Cũng chính vì thế mà Chúa gặp họ cho đến cả 10 người, trong đó chỉ có một người Samari, tức là một người ngoại giáo. Họ đã được, tất cả họ đã được Chúa chữa lành bệnh cùi. Họ được trả lại đời sống cộng đồng, nhất là chính người Do Thái bị cùi kia. Giờ đây khi các tư tế tuyên bố hết cùi rồi thì họ sẽ hòa nhập trở lại với cộng đồng, họ sẽ được đến đền thờ, họ sẽ được vào chung trong các hội đường để nghe giảng dạy lời Chúa hàng tuần. Họ được trả lại danh dự. Lẽ ra khi họ bị tẩy chay rồi, bây giờ họ được sống trở lại đời sống cộng đồng trong cùng một tôn giáo, trong cùng một niềm tin truyền thống của họ, thì họ phải biết ơn Chúa chứ. Đằng này không, chính người Do Thái là những kẻ xưng danh mình là Do Thái giáo, thờ phượng Đức Chúa Giê-hô-va, thế mà họ đi luôn chả thấy ai tới cảm tạ Chúa gì cả. Chỉ có một người Samari, một kẻ ngoại giáo, đã làm cho Chúa phải thốt lên: không phải 10 người được lành sao? Chỉ có một người ngoại này đến tạ ơn Thiên Chúa thôi sao? Còn chính người kia đâu? Chúa không cần lời tạ ơn của chúng ta đâu, nhưng Chúa cần chúng ta tạ ơn để nó trở thành duyên cớ Chúa tiếp tục ban ơn, Chúa tiếp tục dẫn đưa chúng ta đi về với đường lối tình yêu của Chúa. Khi Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu nhưng ta vô ơn, thì chính ta đã chặn cái con đường tình yêu của Chúa. Chỉ cần tỏ lòng biết ơn, chỉ cần biết tạ ơn Thiên Chúa, chỉ cần biết sống lòng biết ơn Chúa. Tôi nói với anh chị em là sống lòng biết ơn Chúa, chớ không phải môi miệng cảm tạ Chúa thì đủ. Mà nếu mình biết sống lòng biết ơn Chúa thì cái nguồn mạch mà Chúa đã khơi là tình yêu của Chúa tiếp tục đổ trên ta, tiếp tục đến và ở lại trong cuộc đời ta, tiếp tục dẫn đưa ta về với Chúa của mình. Cho nên Chúa chả cần chúng ta tạ ơn đâu, nhưng chúng ta tạ ơn là để chúng ta rót lấy tình yêu của Chúa, là để chúng ta hứng lấy tiếp tục tình yêu thương xót mà Đấng cứu độ dành cho mình. Người ngoại giáo Samari hôm nay, anh ta đã được điều đó khi Chúa tiếp tục nói với anh: đức tin của con cứu con. Ước gì chính người kia biết trở lại thì chắc chắn cũng được Chúa chúc lành, cũng được Chúa nói những lời yêu thương ấy. Anh chị em, mỗi người chúng ta cũng vậy. Nhận lãnh biết bao nhiêu trong đời sống của một Kitô hữu, nhưng anh chị em đáp lại cho Thiên Chúa của mình là gì? Sống lòng biết ơn, chứ đừng chỉ cất lời tạ ơn, mà hãy là sống lòng biết ơn. Chúng ta đã sống ra làm sao? Một đời chúng ta đã dành cho Chúa chỗ đứng nào, vị trí nào trong trái tim, trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong nội tâm của mình? Mỗi người hãy xét lại, để như tôi nói lúc nãy giờ và tôi lặp lại đây lần thứ ba: Chúa không cần chúng ta tạ ơn, nhưng việc chúng ta tạ ơn Chúa lại là một ân phúc dành cho chúng ta đấy.